flowers, they are dead. First you are in, then you are out, like snow in the spring. I just want your time. Này đây. Bữa nay nhà em dậy trễ hay sao? Không, bữa nay em kiểu như mình đi nước trễ trễ xíu. Thưa quý vị Bồ Tát đang xem chương trình hôm nay, Tuôn sẽ đi te. Ok em ơi. Loại sinh là chuyện nhỏ. Cái gì? Ui cha cha, ở đây có bồ câu nữa hả? Phải là bồ câu nhà mình đúng không ta? Nhà đó. Nó ra tới đây nó quậy phá luôn nè. Lên đi, bỏ nó lên. Ở đây ai cũng đi te bằng thuyền lớn, còn em đi vỏ nhỏ. Đi cái vỏ nhỏ này gọi là vỏ lãi. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Thuyền này mới mua luôn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi giải cứu các bạn bị bắt trong te này nha. Bữa nay mình sẽ xem coi một chuyến đi te như vậy anh ấy sẽ bắt được bao nhiêu tôm, tép, cá. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the base.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Một ngọn dài từ mút đằng kia xuống đây khoảng một cây số. Vậy là giờ anh vớt lên cái tính tiền luôn đúng không? Dạ. Possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Bây giờ mình sẽ đi ra khỏi cái ngọn này
để mình đi qua nơi khác. Đây là chuyến đi te lần đầu tiên của em mà em đã rút ra được một bài học kinh nghiệm. Đó là hy vọng những anh chị nào đang làm nghề ngư dân mà đang đi te đó thì có thể mình dùng cái điện nhỏ thôi để cho con cá nó không có bị chết luôn. Rồi khi mình vớt lên á thì mình sẽ thả những cái con nhỏ ra. Những con lớn thì mình bắt mình bán thôi để bảo tồn cái môi trường này. Cá này bò xuống nó phong lên bơi. Trời ơi, cá nóc và tôm rất là nhiều luôn. Nè, mấy con to này được đâu một cát được có con, hai con nè. Và một cái ngọn như vậy là chỉ được vài con tôm to đó thôi. Dạ được rồi. Đang sống không? Lên dạ. Sống hết không? Dạ, xin hồi hướng công đức phóng sanh này cho Hương Linh, ba của anh Cường. Dạ, để cho bác hả được sanh ra ở thế giới lành. Ủa, nó đang cầm cái gì trong tay vậy ta? Đây là một con tôm thẻ tươi trong, màu sắc rất là đẹp. Cái này lột à? Lột hả? Đơ, nó lột á, mềm mèo à. À, còn mềm hả? Dạ, bây giờ mình xin thả xuống sông ạ. À. Như vậy là chỉ bắt được mấy con bơi chậm thôi đúng không anh? Nó thịt điện té hết rồi, này được mấy con to, giác được mấy con to. Ừ, được 4-5 con. Mấy con này bắt lại được, phải thả. Thả luôn chứ Sư Huynh. Sư Huynh tiếc núi hả? Rồi, mấy con cá nóc nó phồng to lên anh ơi. Nó nổi lên như bong bóng vậy ha. Nó tự xẹp lại. À, đây cá nóc đây. Mấy bạn mà mua cá nóc ở mấy cái tiệm thủy sinh á, về vài bữa nó chết bởi vì nó là cá nước lợ nên nó không có sống được trong nước ngọt lâu. Đó, ở đây cá nóc rất là nhiều và nó rất là độc đúng không anh? Biết cách ăn làm thịt được mà to quá bự vậy nè. Con. Những con cá này nó là thức ăn của những con cá khác mà ở đây cũng không ai ăn nó hết á. Đây tôm một nùi luôn ạ. À. Rồi, cho anh thả nè. Thả đi. Tự tay anh thả đi, em quay phim cho. Ủa, có con cá gì vậy? Cá đối. Dạ, một chú cá đối rất là đẹp. Rồi, thả. Em chỉ lượm rác lại hôm nay thôi. Rác thải nhựa. Xình mất rồi. Đi ra đi, xình đấy chú ạ. Như vậy là đi te mình sẽ... Rồi nha. Kích, dạ. Kích điện nhẹ thì nó không có bị gì đúng không anh? Ừ. Đó. Ờ nó bơi theo đàn nè, đẹp không? Rồi thả ra nó bơi theo đàn nè. Cạn ơi. Mắc cạn hả? Mắc cạn. Bây giờ mình sẽ xuống đẩy thuyền ra ha. À, đánh bắt theo kiểu bảo tồn để tương lai còn nhiều tôm cá hơn nữa và những cái loài có giá trị kinh tế cao á thì mình đánh bắt được mình sẽ thu nhập cao
để mình có cơ hội đổi cái nghề khác tốt hơn. Với lại những cái con nào mà thấy lạ, quý hiếm mà trong môi trường sống này không còn nhiều thì chúng ta nên thả nó trở về tự nhiên. Đó. Dạ. Dạ thưa Bồ Tát Như Ý Cát Tường, thì sẵn đi te của ghe này nhưng mà thấy ghe kia cũng đang đánh bắt, con đúng xin phóng sanh giải cứu hết. Bán cho em đi anh ơi. Đâu có rác không, rác không à? Ghe lớn đánh hết rồi. Vậy hả? Ôi chung. Xấu ảnh hưởng thế. Đó rác đó rồi. Rác không, không, không dính được miếng nào hả? Cuốn lên đi, cuốn lên đi, đi. Wow, vậy là cái ghe của Tuy Uôn đi dính được rất là nhiều. Còn ghe này đi không dính được gì hết luôn. Ngộ ha. Tùy giác anh ơi. Tùy cái giác luôn á, tùy cái duyên á. Gom hết nãy giờ trên thuyền được nhiêu rồi? Ở đâu có mấy con đó. Mấy con đó hả, tính luôn 50k được không? Cho mình thả luôn. Đi ghe, anh đi ghe lớn đi ghe. Xuống sông này được không? Tao đái không? Sâu hả? Dạ. Sông sâu biển rộng có anh. Sâu quá. Được, em đi bộ dưới nước được mà. Em đi bộ dưới nước được quý vị. Dạ. Xin phóng sanh cho Bồ Tát Như Ý Cát Tường. Đậu lắm. Dịnh 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 vô đây cái. Dịnh vô, dịnh ổng sao ổng lên vậy. Đó. Tại cái này chưa có gắn housing nên nó mà xuống nước là nó bị hư. Dịnh dịnh đi bán để chạy vô bờ cho hả? Không không được anh. Chạy vô cái cạn. Giữa sông thả cũng được. Thôi để em đem qua bên thuyền bên này cơ. Bơi nổi không? Bơi một hồi đuối không ai cứu đâu. Được hai giác không thả, không xin rồi. Hai giác nhiều. Được nhiều trong cái ngọn này có. Cầm cầm. Kỹ không? Gần kỹ á. Được phát gần kỹ á. Đi hết đường luôn. Bây giờ mình sẽ xuống nước để mình coi nó bơi dưới nước. Rồi cảm ơn bạn nha. Cho đi te ông nội ơi. Nè, hay quá. Chút sữa này cho con nữa. Chà đó. Có duyên gặp lại. Làm chàng tiên cá để phóng sanh giải cứu động vật cho quý vị ạ. À.
Dạ thưa Bồ Tát cô Yến, thì được cô ủng hộ phóng sanh á. Hôm nay Tuy Un cũng sẽ xin phóng sanh cho cô những tôm, tép, cá mà bị mắc vô cái lưới te này. À, rồi có không? Trong này có không? Để te thêm một chút nữa ạ. Đi xuống kia nó sâu trong cơ. Chờ cái thuyền này sẽ tiếp tục đi te, còn con sẽ nhảy xuống cái sông này để bơi nhặt rác thải. Hẹn gặp nhau ở trên kia. Mình sẽ phóng sanh cá tiếp à. Bây giờ xuống sông đi ạ. 1, 2, 3. School man, I only wanna fall in love once with an old school girl. Old school girl, old school girl. When I know, I'll know. Hand in hand, like left, right, left, right. Oh, Bonnie and Clyde. You can have whatever you like when it's you and I. Can have the world. See us coming like left, right, left, right. Oh, are you the same? Are you the same? Are you the same? Are you the same? Các bạn tiếp tục đi te đi nha. Tuy Un bơi tiếp để kiếm rác thải nhựa dưới sông đây. Sau khi chàng tiên cá nhảy lên bờ thì nước văng vô trong cái hộp điện để bây giờ nắng cho nó. Hư là cậu chịu á nha. Tắt đi. Đi te kiểu này rất là cực. Lệ thuộc vào điện, lệ thuộc vào con nước. Nắng nồi thì chỉ có tôm tép nhỏ là thức ăn của các loài cá thôi ạ. Dạ rừng đước đang bị san bằng đó ạ. Những cây đước đang bị chặt nhỏ. Đây là những cái hành động tàn phá thiên nhiên. Nếu không dừng lại thì tôm cá ở đây cũng không còn nữa. Bây giờ con giống như là chàng tiên cá phơi khô vậy đó. Phải ngồi đây nè. Đó, phơi nắng. Và để cái te này nó te một vòng xung quanh này. Và phải chờ nước lên thì tụi con mới về được. Bây giờ nước cạn rồi thì cái đường mà về á, nó đã bị bít lại luôn rồi. Bởi vì sình lầy không à. Người ta được khai thác để làm mở cảng. Khai thác để mở cái cảng luôn hả? Ai dám chặt nước này bắt bỏ tù. Thì khai thác để mở ra một cái khu dự án mới thì nó cũng là tàn phá thiên nhiên rồi. Hôm nay con đi te con thấy con thành chàng tiên cá phơi khô rồi. Dạ nó hao xăng hao dầu lắm mà. Đi sáng giờ là kéo được 3 lần, lần thứ 3 nó ít xỉn à. Rồi phải phơi hết nguyên một cái con nắng này. Để nước lên mới về nhà được.
rác thì em lấy. Trời ơi, ảnh chơi luôn được đó. Khúc củi luôn. Củi thả đi siêu quên. Có rác thải nhựa không? Và bì mì omichi lấy nè. Không quẹt con xài được không? Xong rồi nó xét hết rồi. Dạ con xin phóng sanh. Số tôm cá này hồi hướng công đức cho quý vị Bồ Tát đã ủng hộ con hôm nay giải cứu động vật. Cá này cá gì anh? Chẻm. Chẻm con hả? Vậy là đi te mà kích điện nhỏ là vẫn sống được đúng không? Còn mấy con tôm to kìa. Hai con kìa, thêm con nữa kìa. Anh thả luôn đi cho có phước. Lần sau anh chuyển qua nghề đi đăng. Người ta ủng hộ nhiều thì anh đổi qua nghề đi đăng, đỡ phải bắt này. Bồ Tát Như Ý Cát Tường rất là từ bi. Hồi hướng công đức cho những hương linh đã mất trong dịch bệnh Covid-19 này. Và Bồ Tát Cô Yến cũng vậy nữa. Hai vị rất là tốt. Dạ. Xong hết. Xong hết luôn à. Còn con nào sống nữa không? Chết hết luôn hả? Còn con đen đen rồi. Con đen đen sát tường rồi. Còn đó đó. Còn nó sống á. Ok anh. Quá tuyệt vời anh yêu. Lên đường nữa đi. Con có thể bơi từ đây cho tới tối tới khuya, nhưng con không chịu được ánh nắng mặt trời. Con giống như là con cá thật sự luôn vậy. Dạ. Giải cứu cá đi te. Quý vị nào ủng hộ con giải cứu cá đi te. Giải cứu cá đi te đi quý vị ơi. Tôm tép này nó giữ một vai trò rất quan trọng. Nó là thức ăn chính của các loài cá. Dạ. Nắng dữ lắm à. Đây là đi te cá. Đi hôm nay rồi con mới thấy được cái sự vất vả của cái nghề này. Tạo nghiệp rất lớn với chúng sanh nhưng mà lợi ích lại không được bao nhiêu. Hy vọng mấy anh em này hôm nay đi xong được đổi nghề mới luôn. Nhiều tiền hơn, bớt nghiệp hơn. Là nhờ ơn quý vị Bồ Tát ủng hộ. Rồi đi te này cứ không cẩn thận là nó lại bị dướng vô mấy cái cây cối đồ dưới sông á, hay là nó bị lúng vô sình đồ á, rất là cực. Em nhận ra là đi lú dù sao vẫn ngon hơn. Chỉ cần đặt cái bẫy xuống, con nào xui thì chui vô, mà có khi á những con cua, những con bạch tuộc nó chui vô á thì rất là lời luôn. Bởi vì những con nó có giá trị kinh tế cao. Còn te này bắt được tôm thẻ là ngon lắm rồi, với tôm sú thôi. Dễ gì dính được cá to. Hôm nay anh mày dính được con cá chẻm 1 kg trong cái te này em tặng cho anh 1 triệu đồng. Anh ấy chỉ bắt được những cái con cá nhỏ thôi, nó còn bể yếu thôi. Có con gì không? Con tôm thẻ. Hôm nay ngày em đi toàn dính tôm thẻ không thưa quý vị. Ủa anh, mấy bữa tôm thẻ nhiều vậy không? Ngày đi nhiều lắm, 1 kg. Ngày đi được ký tôm thẻ luôn hả? Mấy con à. Trời. Kéo bao nhiêu xăng dầu nãy giờ điện nữa. Được 2 con tôm thẻ với mấy con tôm nhỏ. Rác là chín. Ok. Đi đi. Đi đi bạn ơi. Mắt nó đẹp ghê luôn á. Nè đi nè. Dạ còn mấy con tôm nữa. Đi cái này là chỉ có dính tôm và tép thôi. Cá thì cá nhỏ thôi. Cá liềm kìm rồi mấy con cá bơi không nổi thôi. Cá con nữa. Vậy là mình hiểu rồi ạ. Ai nói đi te làm giàu được trời. Đồ ăn thôi anh ơi.
Thôi vậy thôi, thà ta đi lú đỡ tốn công tốn sức phơi nắng kiểu này hả, hư làn da quá. Dạ đây, cảnh thiên nhiên bị tàn phá đây mọi người, hãy ủng hộ em giải cứu rừng ngập mặn. Một bãi chiến trường, biết bao nhiêu loài vật sống ở đây là nhà của nó mà bây giờ nó mất nhà hết rồi. Quý vị ơi, hãy đăng ký kênh YouTube Tuyên để tạo được một cái sự động lực cho người ta đừng hại thiên nhiên nữa. Chưa có YouTuber nào mà cực như em đúng không ạ? Em là YouTuber cực nhất Việt Nam đây. Cực thật sự, không phải làm clip câu view kiếm tiền. Nước đang lên à? À ok. Oh yeah. Em giống như là cá heo vậy đó, phải thấm nước. Anh đi không cần thấm nước luôn hả? Rác rến đồ các kiểu. Đi te rất cực thưa quý vị. Chúng ta sẽ phóng sanh hồi hướng cho những vị hương linh đã mất trong dịch bệnh Covid-19 này. Bây giờ là Delta nó có biến thể mới nữa. Đó. Thì con người chích vaccine vào á, chúng ta giống như là chuột bạch vậy đó, tạo ra được kháng thể tốt để phòng lại Covid thì không sao, mà làm một cái môi trường để tạo ra biến thể mới virus mạnh hơn nữa thì rất là nguy hiểm. Mà những cái con virus này do chúng ta đã làm hại thiên nhiên động vật mà nó tạo ra, và bây giờ nếu chúng ta không giải cứu những loài vật trong tự nhiên này thì chắc chắn dịch bệnh sẽ không bao giờ có thể hết được. Khi môi trường bị tàn phá, không khí không trong lành, thì những cái con virus bệnh cúm á, nó sẽ càng phát triển mạnh hơn nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ đến một cái nơi tốt hơn để thả nó, để nó không bị mắc lưới. Nước đang lên thì lúc này mình phóng sanh là rất là hợp lý. Giải cứu động vật đúng cách để dịch bệnh tiêu trừ. Tuyên xin phóng sanh số tôm cá nhỏ này. Đây, những con cá nhỏ này nếu mình thả nó về tự nhiên á, sau này nó sẽ lớn lên. Dạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ phóng sanh mấy em nha. Trời. Dạ thưa Bồ Tát, thấy rồi đó, con chuẩn bị thả số tôm cá này. Thì ông kia đang te lên, nên bây giờ con phải đứng đây con đợi luôn. Dạ. Dạ, sống hết chứ. Nó đang tê tê. Đâu, ghe, để ghe nó đi đi. Trời ơi, tao phải ăn cá này. Cẩn thận nha mấy bạn cá nhỏ. Đây là những bạn cá đối nhỏ đó. Có người hại thì sẽ có người cứu. Nhưng mà cái người cứu hiện tại ở sông này hình như có mình em mà đúng không? Tôm thẻ rồi, te không có đi tới.
Đó, mấy cái thuyền lớn này không có vô mấy cái bờ mé này được. Nên tôi vô trong sát đây thả. Có không bạn? Ít rồi hả? Ok. Tiếp tục phóng sinh hồi hướng công đức cho quý vị hương linh đã mất vì Covid-19 này ạ. Trời ơi, mặc cái đuôi tiên cá này 6 năm rồi. Dạ, em mặc đuôi tiên cá này 6 năm rồi mà chất liệu vải nó quá bền mà nó không rách mà nó chỉ giãn ra thôi. Bây giờ là thấy luôn cái cặp giò em. Mình trồng cái da cá đây. Đây. Đây, đây là đồ bơi tiên cá thiết kế độc quyền của thương hiệu Tiun ạ. Cái Tiun. Dạ. Đây là mấy anh tôm sú. Mấy cá lóc. Dạ. Ai muốn làm tiên cá thì mua đồ bơi ủng hộ em nha. Đồ độc quyền có thể bơi lặn biển được. Bây giờ mình sẽ coi trong này anh ấy đánh bắt được cái gì. Có tôm sú, có cá sơn, có cá nóc. Dạ. Em sẽ để nước hơi hơi cho tôm bơi ra. Dạ, quý vị thấy tôm cá bơi ra không ạ? Dạ. Đó. Tôm cá con rất là nhiều. Dạ. Có tôm sú to lắm nè. Tôm thẻ cũng to, tôm sú cũng to. Bự ha. Có mấy con tôm sú bự lắm ạ. Đây. Dạ. Có con cá gì lạ lạ không? Nào nhìn coi có con cá gì lạ lạ không mày. Xe ma tinh mắt nhìn ra cá quý hiếm ha. Dạ. Mình thả luôn hết luôn đây. Dạ, đó thấy rừng đước bị tàn phá cỡ này không ạ? Đây. Người ta mà khai thác một khu rừng này xong á, tiếp tục họ sẽ làm tới khu khác. Nên cái hành động hủy hoại thiên nhiên như thế này á, sẽ không bao giờ hết được dịch bệnh Covid-19 đâu ạ. Và những ai đang làm việc thiện được, ủng hộ Tiun được thì quý vị cứ làm, bởi vì phước đức này các vị có thể mang theo được đến thế giới khác. Còn những việc ác thì chúng ta hãy xem nó để làm bài học cảnh tỉnh bản thân của mình. Nóc nó nổi lên giống như bong bóng vậy. Đi nha cá đói. Ở đây là tôm. Tép. Đây hôm nay thả được bạn cá này luôn. Giống như cá liềm kìm vậy. Dạ. Quay phóng sinh. Phóng sinh ra hết rồi, thả hết rồi. Rồi có con tôm gì to dưới ta. Dạ. Ồ, con này có trứng luôn nè. Tôm này đây gọi là tôm bầu. Rất là nhiều tôm, cá. Giờ đây. Hồi hướng tất cả công đức việc làm này cho những hương linh đã mất vì Covid-19 thoát khỏi địa ngục.
xanh thiên đến thế giới tốt đẹp. Quý vị vì vô minh mà làm những việc tổn hại cho thiên nhiên động vật. Ê, cho tôi cái bao rác màu đen đi. Nay tôi phóng sanh hồi hướng công đức cho quý vị nhờ ơn các Bồ Tát đã ủng hộ. Đó là Bồ Tát Như Ý Cát Tường, Bồ Tát Cô Yến, Bồ Tát Trang Nguyễn. Dạ, rác thải nhựa quá trời. Được bấy nhiêu đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi ha. What? Sao không đưa cho anh? Đưa. Trời ơi, nước ít quá vậy. Thúi quá. Nhớ nha mọi người, đừng vứt cát thải xuống nước nha. Đó, chàng tiên cá quay lại lùm cát nè. Giống cá thòi lòi không các bạn? Đó, chàng tiên cá thòi lòi. Rác của tôi phải lụm chứ. Trên đường đi lụm thêm được một bao nữa. Rác của người nào người đó lụm. Thuyền đang chạy thì thấy chạy không nổi bởi vì dính rất nhiều rác thải nhựa vô trong này. Đây, mọi người ý thức bảo vệ dòng sông thì mình mới đánh bắt thủy hải sản thuận lợi được. Đánh bắt có khoa học, không tận diệt những loài sinh vật sống dưới sông này mà là mình chỉ ăn những con già thôi, những con trẻ để cho nó phát triển. Rồi, lên đường. Dạ, ngày mai thì vẫn tiếp tục đi te. Dạ rồi, hôm nay tụi con đã hoàn thành công tác. Bây giờ tụi con sẽ đi về. Hánh Y có về không? Về thì lên bờ Hánh Y à. Đây là chiếc thuyền duy nhất giải cứu động vật trong ngày hôm nay. Quý vị, cô chú, anh chị nào xem video có thể ủng hộ cho con bằng một cái like để cho mọi người ý thức đừng làm hại thiên nhiên động vật. Nếu có vì cuộc sống mưu sinh vất vả phải đi đánh bắt cá mỗi ngày, xin hãy đánh bắt khoa học. Đi te thì đừng có kích điện mạnh quá. Những con quý hiếm thì đừng có hại. Những con mang thai và những con nhỏ thì đừng có giết nó. You look so good in my sweater. Winter is my favorite weather. Cause it brings you close. And I need you close. Yeah. Wish we could stay here forever. Each day you keep getting better. Gotta love you close. And I need you close. I need you close. Yeah. Na 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 na. Every day look away. Na-n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 a. Every day look away. We could be good friends. We could be good friends.